Thiên Channel. Xin chào các bạn, mình mới có đồ chơi mới đây. Đây là con dao để cắt bánh pizza. Bánh pizza là cái bánh mà mình nướng lên rồi á, ăn rất là ngon. Bây giờ mình cắt ra nha. Mình cắt ra xong mình sẽ bỏ ra dĩa và mời ba mẹ và các bạn ăn. Bây giờ mình đem ra dĩa đây. Nhìn hấp dẫn chưa, rất là ngon. Trong bánh pizza có cà chua nè, có nấm nè, ngon lắm. Mình ăn bánh pizza không thì sẽ rất là ngán, nên mình phải ăn thêm chung với rau nữa. Đây là cái gì mấy bạn biết không? Đây là cái cà chua. Mình sẽ bỏ chung vô để ăn bánh pizza nha. Nhìn hấp dẫn không? Các bạn hãy vào và subscribe trên kênh KN Channel để xem được nhiều video hay hơn nữa Đây nha. Là cái gì mấy bạn biết không? Đây là trái ớt chuông. Trái ớt nhưng mà nó không có cay đâu. Mình ăn rất là tốt đó. Bây giờ mình cũng cắt ra để ăn. Mình sẽ bỏ chung nó với lại bún. Bây giờ mình lấy thêm ra đây. Ây, nhà hết dĩa rồi. Bây giờ để đỡ lên cái thớt đi. Bây giờ rắc thêm chút muối và chút tiêu vô ăn cho nó ngon. Cái này là cái gì mấy bạn biết không? Đây là khoai tây chiên đó. Hay ăn chung với gà KFC á mấy bạn. Đây là chùm nho. Mình ăn xong mình sẽ ăn tráng miệng bằng trái cây. Đó là chùm nho. Và thêm một cái nữa đó là trái dâu. Nhìn ngon quá. Để mời ba mẹ xuống ăn mới được. Con mời cả nhà ăn cơm tối. Các bạn hãy vào và subscribe trên kênh KN Channel để xem được nhiều video hay hơn nữa nha. Bộ đồ chơi này có nhiều món lắm nha. Có con dao cắt pizza nè, có khoai tây chiên, có bánh pizza, có muối, có tiêu, có trái ớt chuông, có bún, có trái cà chua, trái dâu.